Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tháng 12 năm 2016 trên cổng thông tin điện tử Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Ra mắt câu lạc bộ cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu. Năm 2017, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ không tổ chức riêng kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học chính quy. Hội thảo khoa học, giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Đạo với quản trị đại học. Phần cuối bản tin, mời quý vị và các bạn hòa vào không khí đón năm mới của sinh viên quốc tế đang sinh sống và học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 12 năm 2016, tại hội trường Ngụy Như Kon Tum, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và ra mắt ban chủ nhiệm. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ được bầu là chủ tịch danh dự, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn là chủ tịch, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân là phó chủ tịch. Ngày 11 tháng 4 năm 2016, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 979 thành lập câu lạc bộ cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội với mục đích thúc đẩy phát triển mạng lưới cựu sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội để thúc đẩy kết nối trí tuệ và là nhịp cầu kết nối sinh viên với doanh nghiệp, phát huy các nguồn lực hỗ trợ từ cựu sinh viên và mở rộng kênh tiếp nhận phản hồi về chất lượng đào tạo, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm, nhu cầu thị trường lao động để từ đó phát triển các chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn khẳng định thương hiệu, uy tín và cả vị thế có được của Đại học Quốc gia Hà Nội hiện tại một phần chính là nhờ công sức đóng góp của các thế hệ cựu sinh viên trên tất cả các lĩnh vực. Giám đốc mong muốn các thế hệ cựu sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội luôn nhân thành tựu, nối yêu thương. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2016, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 với chủ đề Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu do Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì phối hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông. Hội thảo đã nhận được tóm tắt báo cáo của hơn 1.200 nhà khoa học, trong đó có 150 nhà khoa học nước ngoài đến từ trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội thảo lần này tập trung thảo luận 6 chủ đề lớn bao gồm ngoại giao, hợp tác và hội nhập quốc tế, nguồn lực văn hóa, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và công nghệ, kinh tế và sinh kế, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tham dự và phát biểu khai mạc hội thảo vào sáng ngày 15 tháng 12 năm 2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mong rằng các nhà khoa học nghiên cứu về Việt Nam, các nhà Việt Nam học quốc tế sẽ giữ vai trò hạt nhân cùng với các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức của Việt Nam đưa văn hóa, hình ảnh Việt Nam ra thế giới và đưa việc nghiên cứu về Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc. Trong buổi tiếp đoàn đại biểu đại diện cho các nhà khoa học, học giả tham dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 vào chiều ngày 15 tháng 12 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, bằng trí tuệ, kinh nghiệm nghiên cứu và tâm huyết của mình, các nhà khoa học quốc tế sẽ góp phần làm cho bạn bè trên thế giới hiểu biết về Việt Nam ngày càng sâu sắc, toàn diện hơn và giúp cho Việt Nam có thêm kinh nghiệm của bạn bè quốc tế để xây dựng và phát triển đất nước. Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đang xúc tiến xây dựng Trung tâm Tư liệu Nghiên cứu Việt Nam học lớn của Việt Nam đặt tại Hòa Lạc. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn bày tỏ mong muốn đây sẽ là nơi hội tụ thường xuyên của các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới. Sau khi kết thúc hội thảo, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tập hợp và lựa chọn các kiến nghị tiêu biểu trình lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan hữu quan. Từ năm 2017, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực như 2 năm trước, mà sử dụng kết quả bài thi Trung học phổ thông quốc gia phục vụ công tác xét tuyển đại học. Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, những đổi mới trong phương án tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cơ bản gần với định hướng, triết lý của đổi mới tuyển sinh ở bài thi đánh giá năng lực chung. Vì vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội dừng tổ chức riêng kỳ thi đánh giá năng lực, tránh cho thí sinh không phải thi hai kỳ thi có nhiều điểm giống nhau. Với thí sinh đảm bảo lưu kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn xem xét sử dụng kết quả để phục vụ tuyển sinh năm 2017 đối với những em có kết quả đạt chuẩn và có thông báo cụ thể. Từ năm 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh các trường đại học thành viên. Thí sinh chỉ làm một bài thi tổng hợp với 140 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 195 phút thực hiện trên máy tính. Ngoài các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2016 có gần 10 trường sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực để xét tuyển.
ngày 8 tháng 12 năm 2016, nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Đạo với quản trị đại học. Đây là một dịp ý nghĩa để đánh giá tri ân những đóng góp cống hiến của giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Đạo đối với nền giáo dục đại học Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực quản trị đại học, một trong những tâm huyết của ông lúc sinh thời. Tự chủ đại học là tính độc lập và quyền tự quyết định, tự chịu trách nhiệm trước xã hội của một đại học trên các phương diện về học thuật, về quản trị điều hành và về tài chính, gắn với đào tạo để phát triển con người, phát triển năng lực sáng tạo để cung cấp nhân lực chất lượng cao, tạo dựng tầng lớp trí thức. Xu hướng chung của quản trị đại học trên toàn cầu hiện nay là chuyển từ mô hình nhà nước kiểm soát sang nhà nước giám sát và quản trị chia sẻ trong không gian sáng tạo. Một hoạt động có ý nghĩa trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày mất của cố giáo sư là lễ tưởng niệm và khánh thành tượng giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Đạo nằm trong khuôn viên hội trường mang tên ông. Trước đó, tại tòa nhà lịch sử 19 Lê Thánh Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội đã dựng tượng giáo sư Ngụy Như Con Tum và giáo sư Lê Văn Thiêm tại khuôn viên hai hội trường mang tên hai vị giáo sư. Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, hệ thống tích hợp thông minh. Phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, hệ thống tích hợp thông minh được thành lập trên cơ sở phòng thí nghiệm mục tiêu SIS của Trường Đại học Công nghệ. Phòng thí nghiệm SIS được xây dựng với mục đích thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Công nghệ. Phòng thí nghiệm nghiên cứu các lĩnh vực thiết kế vi mạch, hệ thống trên một chip, hệ thống nhúng, xử lý tín hiệu, xử lý ảnh, hệ thống và mạng truyền dẫn thông minh, công nghệ tri thức và an toàn thông tin. Việc thành lập phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội hệ thống tích hợp thông minh tại Trường Đại học Công nghệ sẽ làm tăng thêm tiềm lực khoa học và đào tạo, cũng như chất lượng nghiên cứu trong trường. Tại lễ ra mắt, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thí nghiệm cho Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Tú. Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có 7 phòng thí nghiệm trọng điểm đã được thành lập với mục tiêu phát triển tập trung tiềm lực khoa học và công nghệ, năng lực giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, quốc tế, xây dựng các đầu mối triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm, tạo ra các sản phẩm khoa học và công nghệ tiên tiến và phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tài năng. Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội đã họp phiên thứ 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2016 và xác định nhiệm vụ trọng tâm quý 1 năm 2017 của Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, kiểm điểm tình hình thực hiện một số kết luận của Đảng ủy khóa 4, thảo luận cho ý kiến và thông qua chủ trương các đề án về điều chỉnh, sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo các báo cáo tại hội nghị, năm 2016, Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt được nhiều thành tích toàn diện và nổi bật trên các lĩnh vực công tác. Trong năm 2017, các đại biểu nhất trí cao về kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có một số nội dung như Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc điều chỉnh, sắp xếp lại, tổ chức các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, trong đó tập trung hoàn thành việc thành lập Trường Đại học Luật trên cơ sở khoa luật và ưu tiên đầu tư phát triển cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt Nhật. Tại hội nghị, các đồng chí đảng ủy viên nhất trí và biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị do Ban Thường vụ và Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, ban hành các kết luận và chỉ đạo thực hiện các nội dung đảng ủy đã thảo luận và thông qua tại hội nghị. Ngày 8 tháng 12 năm 2016, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân đã đến dự, phát biểu và trao giải thưởng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 cho 121 cá nhân là cán bộ, giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, học sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội. Các cá nhân ưu tú được lựa chọn từ hàng nghìn gương mặt trẻ tiêu biểu của các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có 79 học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu, 19 học sinh sinh viên đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic khu vực quốc tế năm 2016 hoặc đạt giải nhất, giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2015-2016, 23 cán bộ trẻ xuất sắc trong phong trào thi đua của Đại học Quốc gia Hà Nội trên mọi lĩnh vực công tác, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện, hoạt động xã hội. Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Lê Quân đã trao bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và giấy chứng nhận danh hiệu cho các gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam,
27 năm ngày quốc phòng toàn dân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đã tới dự, chúc mừng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm nhiệm kỳ 2016-2021 cho đồng chí Trần Danh Lực. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh được giao nhiệm vụ tiên phong là đơn vị đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp nhận cơ sở, tổ chức khai thác và đào tạo tại Hòa Lạc. Trong thời gian đầu tiếp nhận cơ sở vật chất mới, Trung tâm đã đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với tinh thần tiên phong và quyết tâm của mình, Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giám đốc Nguyễn Kim Sơn chỉ đạo, trong thời gian tới, Trung tâm cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động về mọi mặt, đồng thời thực hiện tốt việc bảo quản, khai thác cơ sở vật chất, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, phát huy tinh thần kỷ luật của quân đội. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Trần Danh Lực cam kết sẽ cùng Ban Giám đốc Trung tâm kế tục một cách xứng đáng với những giá trị mà thế hệ lãnh đạo đã xây dựng, đồng thời tiếp tục phát triển Trung tâm trước những thách thức và cơ hội mới. Nhân dịp này, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng một số đơn vị quân đội có quan hệ hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội như Trường Sĩ quan Lục quân 1, Học viện Quốc phòng và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội và tổ chức Sinioen Nhật Bản đã phối hợp tổ chức kỷ niệm 10 năm triển khai chương trình học bổng Sinio tại Đại học Quốc gia Hà Nội và trao học bổng năm học 2016-2017 cho 210 học sinh sinh viên tiêu biểu. Năm 2006 là năm đầu tiên tổ chức Sinioen trao các suất học bổng cho học sinh sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, mỗi suất trị giá 80 đô la Mỹ một học sinh và 120 đô la Mỹ một sinh viên. Năm 2008, Đại học Quốc gia Hà Nội và tổ chức Sinioen chính thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác về việc trao học bổng cho học sinh các khối trung học phổ thông chuyên và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Đại học Quốc gia Hà Nội, có ý thức phấn đấu vươn lên và đạt thành tích tốt trong học tập. Đến nay, tổ chức Sinioen đã trao gần 2.500 suất học bổng cho học sinh sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Giá trị mỗi suất học bổng Sinio là 200 đô la Mỹ một học sinh và 300 đô la Mỹ một sinh viên. Cùng với đó, hàng năm, tổ chức Sinioen đã cấp 15.000 đô la Mỹ để tổ chức chương trình giao lưu cho học sinh sinh viên tại Nhật Bản. Ngày 20 tháng 12 năm 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức chương trình gặp mặt sinh viên quốc tế nhân dịp năm mới 2017 cho các cán bộ, học viên sau đại học và sinh viên nước ngoài hiện đang công tác học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Đại học Quốc gia Hà Nội hiện có khoảng 800 sinh viên quốc tế đang theo học các khóa học ngắn hạn và dài hạn. Con số này ngày càng tăng và góp phần khẳng định uy tín của Đại học Quốc gia Hà Nội không ngừng tăng lên trong cộng đồng quốc tế. Chương trình là hoạt động thường niên và là cơ hội để sinh viên nước ngoài và Việt Nam đang theo học tại Đại học Quốc gia Hà Nội gặp gỡ, giao lưu, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các bộ sinh viên nước ngoài. Các sinh viên quốc tế và Việt Nam đã đem đến cho bữa tiệc cuối năm một không khí sôi động cùng những tiết mục văn nghệ nhiều màu sắc văn hóa. Kết lại chương trình, sinh viên Việt Nam và nước ngoài của Đại học Quốc gia Hà Nội cùng hát vang ca khúc Happy New Year, thay lời chúc và chào mừng năm mới 2017. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối cùng của năm 2016. Kính chúc quý vị một năm mới 2017 an lành, hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin tháng 1 năm 2017.